Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới các bác một cặp loa nóc của hãng Kenwood. Cặp này là cặp Omni Pro A5. Đây là một cái cấu hình mà hãng Kenwood sản xuất ra, gọi là cấu hình tùy chọn. Nó được đặt trên nóc của những cái cặp loa lớn. Ví dụ như những bác mà đang có những cái bộ như là Kenwood A97, Kenwood A85, 86 hoặc A ở đầu 6 ấy, thì có thể là phối ghép cùng với cái cặp này. Mình để nó ở trên nóc của cái loa lớn hoặc để cạnh. Loa này nó sẽ có cái chiều hướng là nó hướng lên trên. Những cái bộ dàn ví dụ như là Kenwood A97 hoặc là Kenwood A85 ấy, thì bao giờ nó cũng có cái đường xuất phờ rè ao, súp rao. Các bác lưu ý là đường phờ rè ao, súp rao nhé, chứ không phải là phờ rè ao đường phông đâu. Chúng ta sẽ lấy tín hiệu từ đường đó rồi đưa vào hai cái loa này. Hai cái loa này nó có cái tác dụng là phát âm thanh và hướng lên trên, chứ không phải hướng ra đằng trước mặt đâu ạ. Hướng lên trên, âm thanh sau khi được hướng thẳng lên trên sẽ phản xạ với cả cái trần nhà chúng ta và dội xuống. Nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng gọi là âm thanh vòm giả lập. Cũng có khá nhiều anh em bán cái dòng loa này, nhưng mà đa phần là giải thích kiểu ấp a ấp úng, chưa bao giờ giải thích được một cách kỹ càng để cho các bác hiểu hai cái quả dừa này nó như tác dụng nó ra làm sao. Tức là âm thanh sẽ hướng lên, hướng thẳng lên trên trần nhà, từ trên trần nhà nó sẽ dội xuống và lan tỏa ở trong phòng, tạo ra hiệu ứng âm thanh vòm giả lập, hay còn gọi là một cái thứ hiệu ứng sơ khai của âm thanh đa kênh, của những cái âm ly đa kênh đời mới hiện nay. À, giải thích như vậy là các bác hiểu chưa ạ? Ở trên mỗi một cái quả dừa này là trong bên trong nó có một cái bát 10 cm màng giấy viền mút và một cái check đôm nằm ngay bên trên của cái bát. Cái bát nằm dưới, cái check nằm trên. Đó, tất cả đều hướng lên trên. Đây là tem nó ghi rõ loa hai đường tiếng. Ở trong cái loa này nó có mạch công suất riêng biệt, có volume riêng biệt. Đây, volume đây. Như vậy là nó chỉ cần đưa đường tín hiệu dạng rắc bông sen vào thôi, chứ hoàn toàn là không cần phải bất cứ cái thứ gì gọi là công suất để đưa vào nó. Trong nó có công suất rồi. Nó sử dụng nguồn adapter tầm 13V. Đây. Nguồn adapter từ 12 cho đến 14V cắm vào lỗ này. Còn đây là đường tín hiệu đưa vào, đường bông sen đưa vào. Cái lỗ nằm ngay cạnh này là lỗ thông hơi. Vỏ loa được làm bằng nhôm. Cái lưới chụp ở bên trên này được làm bằng thép và sơn đen. Cái cặp này ấy thì là cái adapter zin về là không có. Nhưng mà em cũng kiếm được một cái adapter nó cũng khá là xịn sò. Một cái adapter phục vụ luôn cho cả hai cái loa. Đây là adapter của hãng Dell. Mà Dell thì nó là của Mỹ rồi. Nhưng mà Mỹ nó nhờ Trung Quốc gia công. Chuyện bình thường. Dạ, đã có rất nhiều anh em bán. Vâng, đã có rất nhiều anh em bán cái cặp loa kiểu như thế này mà chưa có anh em nào tháo ra cho các bác nhìn. Ngày hôm nay em cho các bác được mục kích một cách rõ ràng. Em đã tháo ra rồi. Ở trước mặt các bác đang là củ của cái loa bát.
Đó, cái loa bát này nó nắp lắp vào đây. Sau khi tháo cái loa bát ra thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái loa check nằm ngay bên trên trên mặt của cái loa bát. Bát này là bát 10 cm, mang giấy, viền mút. Đây là thông số phía sau, nó ghi là Kenwood T10. Ý nó bảo đây là bát 10 cm, vỏ nhôm. Cơ bản là em chẳng muốn tháo, tháo đến đây thôi. Đó, tháo đến đây là các bác nhìn là các bác tưởng tượng ra được rồi. Cặp này ấy thì là hôm nọ là em có quay lướt qua, đã có một bác ở Hải Phòng là bác ấy chốt xong rồi. Trên lý thuyết là bác ấy đã mua xong. Chẳng qua là đến tận ngày hôm nay thì em mới nhờ thợ làm lại cho hai cái viền. Vì những cái dòng này loa bãi về 100% mục viền, phải thay viền. Ở đây là cận cảnh cái phần mạch công suất và những cái phần mạch chỉnh âm sắc bên trong cái loa này. Chúng ta nhìn thấy con IC công suất có tên mã là LA4490 nằm ở đây. Cả cái miếng phía sau này cũng làm bằng nhôm hoàn toàn. Đây, thông số đây. Kenwood Omni A5 Speaker System with Amplifier, sử dụng nguồn DC 13V, công suất max 10W, Kenwood Corporation, made in Japan, chắc chắn là Japan rồi. Số series là 1127. Đây là cái chiếc mà em tháo ra. Còn cái chiếc bên này, sỏi nốt đi, cũng là 1127, 100% là một cặp nhé. Giờ ta quay trở lại mấy cái mạch công suất của chiếc này. Đây, đây là cái chiết áp vặn volume, kiêm luôn cái công tắc tắt mở nguồn. Đó, chúng ta vặn volume như này và cũng là tắt mở nguồn luôn ở đây. Đường tín hiệu ngõ vào và đường DC in cắm ở đây. Đây chính là cái chiết áp volume và kiêm luôn cái công tắc tắt mở nguồn. Đây là cái đèn LED báo chỉ thị nguồn. Còn cái mạch chỗ này, có con IC có cái tên là ở 4565. Đây là con IC khuếch đại tiếng đường ngõ bông sen vào. Sau khi tín hiệu tiếng nó khuếch đại lên đủ khỏe, nó sẽ đưa sang cái mạch volume này, và từ cái mạch chỉnh âm sắc này sẽ đưa đến cái con IC công suất kia. Tóm lại là như vậy. Những cái thứ này nói thật với các bác là nó không có nhiều, hay nói cách khác là nó tương đối hiếm, thi thoảng mới nhìn thấy. Em chỉ lấy được một cặp duy nhất thôi, và bác Hải Phòng bác ấy đã chốt xong rồi. Hôm nay em đưa lên để cho các bác được tìm hiểu thôi, chứ cũng gần như là không còn cái cơ hội nào để cho những bác khác được sở hữu cái cặp loa này đâu. Bởi vì bác Hải Phòng đã chốt thì chắc là bác ấy sẽ không buông tay đâu. Vâng, trong đêm nay em sẽ có video test âm đàng hoàng, mong các bác chú ý theo dõi để được biết cái chất âm của cái trái dừa này nó ra làm sao. Chỉ muốn nói thêm với các bác một điều là như thế này. Những bác mà đang chơi những cái bộ dàn Ken, ví dụ như là A97, A85, A86 hoặc A6, A đầu 6 ấy, thì nên có cặp này để có một cái trải nghiệm âm thanh nó trọn vẹn hơn. Em nói là nên có cặp này. Nếu như chưa mua được trong thời điểm này thì có thể mua ở thời điểm khác, để bộ dàn của
nhà các bác nó trở nên hoàn hảo hơn. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở đoạn sau video. Vâng, xin chào các bác. Các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa nóc vỏ nhôm cao cấp của hãng Kenwood. Cặp này có cái tên là Omnipro A5. Cặp loa này nó là một cái cấu hình tùy chọn để cho khách hàng có thể mua thêm để phối ghép vào cùng với những bộ dàn của Kenwood. Ví dụ như là Kenwood A97, A85, A86 hoặc những bộ Ken ở đầu 6. Ở đoạn đầu video thì em cũng đã tháo ra cho các bác xem sơ qua về ruột gan rồi. Đây là một cái dòng loa hoàn toàn độc lập. Có nghĩa là ở bên trong nó được tích hợp công suất. Công việc của chúng ta là chỉ có đưa đường tín hiệu vào nó, vặn volume lên là hát thôi ạ. Xét về một khía cạnh nào đó thì hoàn toàn có thể dùng thay loa vi tính. Còn tất nhiên là khi người ta đã chế ra một cái thứ như thế này thì nó sẽ phù hợp hơn ở cái vai trò chính của nó, đó là loa nóc, như ở đoạn đầu video em đã phân tích khá là cụ thể. Ở phía trước mặt thì chúng ta thấy là nó có cái núm volume, đồng thời là công tắc tắt mở nguồn. Thân loa được làm bằng nhôm.
Mỗi một loa bao gồm hai đường tiếng với bát 10 cm, màng giấy viền mút và một check dôm. Check dôm này côn 1,6 cm. Trông nó tròn tròn giống như là hai cái trái dừa đấy ạ. Bây giờ xin mời các bác chúng ta vòng ra phía sau. Em đã đưa đường tín hiệu và cấp nguồn 13V cho hai cái loa này. Còn đây là cục adapter. Ở đoạn đầu video thì em cũng đã quay rồi. Một cái adapter này dư sức để nuôi cả hai cái loa. Cặp này thì trước khi lên sóng là có bác trai ở Hải Phòng là bác ấy đã chốt xong rồi. Ở cái video này chủ yếu là em muốn để cho các bác được hiểu rõ hơn, biết rõ hơn về cái dòng loa nóc cao cấp này thôi. Còn em cũng xin phép là cũng không báo giá làm gì cả. Vì đồ đã bán thì thôi, không báo giá nữa. Những bác mà có những cái bộ như là Ken A97 hoặc Ken A85 ấy, theo em nghĩ là nên setup thêm một cặp như thế này để cái trải nghiệm âm nhạc nó được trọn vẹn hơn. Vâng, em xin phép dừng video tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này.